chiều nay ngày 25 tháng 5, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tổ chức cuộc họp lắng nghe điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Trần Đề và vùng phụ cận huyện Trần Đề tỉnh Sóc Trăng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Dự cuộc họp có ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Lâm Hoàng Nghiệp, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng dự có lãnh đạo các sở ngành liên quan, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Trần Đề và huyện Long Phú khu vực nghiên cứu lập điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Trần Đề Gia dùng phụ cận huyện Trần Đề tỉnh Sóc Trăng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của thị trấn Trần Đề với diện tích 1.895 ha và dùng phụ cận là 14.371 ha. Tại cuộc họp, đơn vị tư vấn đã thông tin về 3 phương án điều chỉnh quy hoạch. Theo đó, giới phương án 1, không gian thị trấn Trần Đề mở rộng nằm hoàn toàn về phía bắc tuyến cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng. Phương án 2, nằm hai bên tuyến cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng. Phương án 3 vẫn nằm hai bên tuyến cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng nhưng đẩy mạnh tương tác đô thị công nghiệp. Với cả ba phương án này, thị trấn Trần Đề sẽ có không gian phát triển đô thị kết nối liền mạch từ phía đông thành phố Sóc Trăng đến khu công nghiệp cảng Trần Đề. Các đại biểu đã cùng nhau phân tích những ưu khuyết điểm của từng phương án để thống nhất lựa chọn phương án điều chỉnh quy hoạch mang tính khả thi nhất. Sau khi lắng nghe các kiến nghị đề xuất của các bên có liên quan, Chủ tịch Ủy ban Dân dân tỉnh ông Trần Nhân Lâu đề nghị đơn vị tư vấn tiếp tục nghiên cứu xây dựng thêm phương án thứ tư, giữ nguyên điều chỉnh quy hoạch theo hướng Bắc cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng, riêng hướng Nam của cao tốc cần xem xét mở rộng không gian phát triển đô thị. Chủ tịch Ủy ban Dân dân tỉnh cũng đề nghị trong quá trình nghiên cứu lập điều chỉnh quy hoạch phải phù hợp với văn bản pháp luật, đảm bảo hài hòa phát triển kinh tế của các xã thị trấn lân cận trên địa bàn huyện Trần Đề cũng như các vùng phụ cận. Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân, sáng nay Bộ Công an phối hợp Ban tuyên giáo Trung ương tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia lực lượng cảnh sát nhân dân trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam dưới hình thức trực tuyến. Chủ trì hội thảo có các đồng chí Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hòa Bình, chánh án Toán nhân dân tối cao, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, thượng tướng Phó giáo sư tiến sĩ Trần Quốc Tỏ, thứ trưởng Bộ Công an dự tại điểm cầu công an tỉnh sóc trăng có đồng chí hồ thị cẩm đào phó bí thư thường trực tỉnh ủy chủ tịch hội đồng dân dân tỉnh đại tá lâm thành son bí thư đảng ủy giám đốc công an tỉnh hội thảo khoa học là dịp để nhìn lại những hy sinh cống hiến thành tích sự trưởng thành của lực lượng cảnh sát nhân dân đồng thời cũng là diễn đàn khoa học để thảo luận rút ra những vấn đề lý luận và thực tiễn góp phần làm cơ sở cho bộ công an tham mưu với đảng nhà nước xây dựng và ban hành các chủ trương giải pháp xây dựng lực lượng cảnh sát nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong tình hình mới Hội thảo đã nhận được các bài viết báo cáo khoa học với nội dung phong phú đa dạng, phân tích làm rõ 8 chủ đề chính về sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Bộ Công an đối với lực lượng cảnh sát nhân dân, phản ánh về quá trình xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát nhân dân, phản ánh về công tác phối hợp hiệp đồng với các lực lượng khác của cảnh sát nhân dân trong phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, làm rõ vai trò vị trí và những đóng góp của lực lượng cảnh sát nhân dân trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam việc phát huy văn hóa ứng xử, tính nhân dân của lực lượng cảnh sát nhân dân trong sự nghiệp bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phản ánh rõ nét kết quả của lực lượng cảnh sát nhân dân ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào các mặt công tác chiến đấu, điển hình là xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, triển khai thực hiện đề án 06 của chính phủ phục vụ chuyển đổi số, đề cập đến những nhiệm vụ giải pháp xây dựng lực lượng cảnh sát nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại theo tinh thần nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.